Chào mọi người, hôm nay qua kiểm Phước Dinh đem về cái mai vàng quái quái này. Mà xem tham khảo. Bạn lật cái đoạn sao thấy. Ừ, số nhỏ lắm. Quanh nó có 18 rồi không? Quanh 18. Đó cục gù đó là nhiêu? Cục gù đó 25 rồi không ạ? Còn quanh thân trên là 18, 18 rưỡi. Đó hết chiều dài thân anh. Như 77. Rồi. Nếu bạn thích, nào thích làm cây đổ các bạn, mình lật lại chút xíu nữa mình sẽ lật cái cây lên cho các bạn coi. À, thế này cũng được. Mà nhìn thân lắc đẹp không? Mày hát cái thấy này chưa? Rồi, thấy quá thấy kia rồi. Đấy. Thế này là thấy quyền nha này các bạn. Được không? Nó có cái pha này. Lý tưởng lắm ạ. Đó đổ xuống vậy nè. Nó bị chá nắng. Với cái chiều đứng nè. Cái này đứng tự nhiên của nó nè. Vậy là giống giống con rắn này các bạn. Thế thì nó có cái đẹp, cái gắt chỗ này nè. Nè. Cầm này là quá dữ lắm. Rồi bạn nào có nhu cầu vô lưu cái phôi quái này liên hệ mình nha các bạn. Vô lưu giá 2 triệu các bạn. Rồi mình xin chào tất cả anh em ạ.